Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng là ẩn ứng dụng và cũng như là yêu cầu Face ID để khóa ứng dụng khi các bạn sử dụng điện thoại iPhone trên hệ điều hành là iOS 18. Mình tin chắc rằng là có rất nhiều bạn hào hứng giống như mình khi mà Apple đã phát hành chính thức cái bản iOS 18 cho phép cập nhật ở trên những thiết bị cũ hơn. Và ngay sáng nay thì mình đã cập nhật cho điện thoại iPhone của mình lên cái phiên bản mới. Và mình cũng đã có 1 đến 2 video chia sẻ về cái chủ đề iOS 18 rồi. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ yêu cầu Face ID cho ứng dụng, có nghĩa là khóa ứng dụng bằng Face ID ở trên điện thoại iPhone khi mà các bạn cập nhật lên iOS 18, cũng như là cách các bạn ấn hoàn toàn cái ứng dụng đó đi. Và sau khi các bạn ấn xong rồi, sẽ có rất nhiều bạn sẽ không biết cách bật lại cái ứng dụng đã bị ấn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì các bạn muốn khóa ứng dụng bằng Face ID đối với điện thoại iPhone đã cập nhật lên iOS 18 thì các bạn chỉ cần làm cái thao tác, đó là chúng ta sẽ nhấn giữ vào cái ứng dụng đó. Và sau khi nhấn giữ vào thì nó sẽ hiện cái mục đó là yêu cầu Face ID, các bạn chọn vào. Nó sẽ có hai mục, đó là mục yêu cầu Face ID, có nghĩa là nó sẽ khóa ứng dụng đó bằng Face ID và mỗi lần chúng ta vào thì chúng ta cần phải đưa khuôn mặt vào. Tiếp theo thì các bạn có thể lựa chọn là vừa yêu cầu Face ID và vừa ấn cái ứng dụng đó, thì chúng ta chọn là phần là ấn. Sau khi các bạn đưa khuôn mặt vào thì nó sẽ cho phép các bạn có thể là ấn cái ứng dụng đó. Trong trường hợp này là mình đã yêu cầu ấn ứng dụng Zalo. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chọn là phần là ấn ứng dụng. Sau khi mà mình ấn ứng dụng xong thì cái ứng dụng Zalo sẽ không còn xuất hiện ở trên điện thoại iPhone của mình nữa. Các bạn sẽ không nhìn thấy và cũng như là không tìm kiếm ra được cái ứng dụng Zalo. Đó. Bây giờ các bạn muốn xem lại danh sách những cái ứng dụng đã ẩn đi thì các bạn sẽ vào phần cài đặt đối với điện thoại iPhone. Các bạn vuốt lên. Hiện tại thì iPhone trên cái phiên bản iOS 18 cũng đã làm giống như là trên điện thoại Android. Đó là chúng ta sẽ gom tất cả những cái ứng dụng trong mục ứng dụng. Các bạn bấm vào và các bạn vuốt lên. Lúc này nó sẽ có cái mục là ứng dụng bị ẩn. Các bạn bấm vào. Sau khi mà các bạn đưa khuôn mặt vào thì các bạn sẽ vào được trong cái mục là ứng dụng bị ẩn và ở đây nó sẽ xuất hiện tất cả những cái danh sách, những cái ứng dụng mà các bạn đã ẩn đi. Tuy nhiên thì ở đây nó lại có một cái nhược điểm, đó là nó sẽ không cho phép các bạn hiển thị ẩn ở trong cái phần này. Đó, các bạn thấy là khi chúng ta bấm vào thì nó chỉ cho phép chúng ta có thể là bật tắt cái phần là yêu cầu Face ID thôi. Các bạn sẽ vào cái phần này, truy cập vào cái ứng dụng mà các bạn đã khóa và ẩn. Các bạn tắt cái mục là yêu cầu Face ID đi. Thì lúc các bạn mở cái ứng dụng thì nó sẽ không yêu cầu Face ID nữa. Tuy nhiên thì các bạn sẽ không thể hiển thị lại được ở trong cái phần này. Thì cái cách để các bạn có thể hiển thị lại được cái ứng dụng đã ấn đối với điện thoại iPhone khi cập nhật lên iOS 18, đó là các bạn sẽ vuốt. Các bạn sẽ vuốt đến cái phần là thư viện ứng dụng và các bạn vuốt lên. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy ở dưới đây nó sẽ có cái mục là bị ấn và các bạn sẽ nhấn giữ vào đây. Sau đó nó sẽ yêu cầu chúng ta cần phải có khuôn mặt. Và sau khi mà các bạn đưa khuôn mặt vào, Face ID nó sẽ quét và nó sẽ nhận ra khuôn mặt và nó sẽ hiển thị những cái ứng dụng bị ấn. Tuy nhiên thì các bạn lại cần phải làm thêm một cái bước nữa, là chúng ta sẽ đưa cái ứng dụng ở trong cái mục này ra bên ngoài bằng cách là các bạn nhấn giữ vào. Sau đó các bạn chọn là phần là thêm vào màn hình chính thì nó sẽ quay lại cái vị trí mà lúc các bạn ấn cái ứng dụng đó đi. Thì nó nằm ở đâu thì bây giờ nó sẽ quay lại đúng vị trí đó và các bạn có thể thay đổi cái vị trí của nó. Và trên đây chính là cách để chúng ta có thể là khóa ứng dụng đối với điện thoại iPhone và cách các bạn có thể là ấn cái ứng dụng đó và cũng như là cách các bạn khôi phục lại những cái ứng dụng bị ấn đối với điện thoại iPhone khi các bạn cập nhật lên phiên bản iOS 18.